Vâng, thưa quý vị và các bạn, với mỗi con người của chúng ta thì ngày kết hôn hay là ngày con ra đời hay là bất kể một ngày hiếu hỷ nào đó cũng là đều là một ngày quan trọng của mỗi người. Thế nhưng đã có không ít chiến sĩ, cán bộ bộ đội biên phòng đã phải gác lại câu chuyện riêng của mình vì đại dịch Covid-19. Vâng, và không thể ở bên cạnh người thân trong những ngày trọng đại. Nhưng những chiến sĩ ấy vẫn hết mình và quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao với mong muốn là có thể góp một chút sức nhỏ nhoi vào cuộc chiến chống dịch của cả dân tộc. Và trong tiểu mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên của chương trình Cuộc sống 24 giờ tìm hiểu công việc của những chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tại các chốt kiểm dịch nơi biên giới. Nhiệm vụ chính là bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia cũng như là đấu tranh với các loại tội phạm. Ngoài ra thì thực hiện nhiệm vụ cao điểm trong cái phòng chống dịch Covid-19 này thì ngăn chặn những cái người ở bên kia biên giới tràn về trong nước và cũng như là tiếp nhận những cái người mà là người Việt Nam về để phân loại theo cách thực hiện cách ly theo đúng quy định. Đồng thời là những người dân ở khu vực ở Việt Nam mà muốn sang bên kia biên giới thì sẽ tuyên truyền để cho quay về và không cho sang bên kia biên giới. Có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của cơ quan chức năng và cộng đồng. Người đứng đầu doanh nghiệp dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp. Đồng thời là thực hiện cái nhiệm vụ là mang loa đi tuyên truyền ở các bản ở khu vực biên giới để cho bà con nhân dân nhận thức và có cái sự hiểu biết về cái dịch bệnh Covid-19 để chủ động phòng ngừa cho bản thân cũng như toàn xã hội. Trong cái loa này thì có thể hiện các thứ tiếng của các dân tộc ở trên địa bàn như là tiếng Kinh, tiếng Mông và tiếng Thái. Nội dung chính là tuyên truyền cho mọi người trước hết là hiểu về cái dịch bệnh Covid-19 nó là cái gì và thứ hai là cách phòng tránh cho bản thân cũng như cho cộng đồng. Mọi thông tin, ý kiến thắc mắc. Trước khi có ý định tổ chức đám cưới thì cái dịch bệnh nó cũng chưa bùng phát mà cũng chưa đến cái mức độ phải cách ly ấy. Thì gia đình hai bên cũng thống nhất là chuẩn bị đám cưới vào cái ngày 29 tháng 3. Thì về công tác chuẩn bị thì cũng đã đi chụp ảnh cưới, cũng đã đi đăng ký kết hôn và chuẩn bị lương thực thực phẩm cũng như là mọi cái công tác chuẩn bị cần thiết thì đã hoàn tất. Nhưng mà với cái sự phát triển của dịch bệnh ấy, thì cũng bản thân tôi cũng đã động viên gia đình hai bên là tạm hoãn cái chuyện đám cưới lại, bởi vì mình là bản thân là người cán bộ, người đảng viên thì mình phải gương mẫu trong những cái việc đấy. Thì mới đầu thì gia đình hai bên cũng hụt hẫng và cũng hơi tiếc, nhưng mà vì cái trách nhiệm và cũng như là vì đảm bảo an toàn, vì bây giờ mình mà tổ chức mà không may thì lây lan dịch bệnh rồi thì mình cũng không yên tâm, nên là gia đình hai bên cũng đang rất thoải mái và rất ủng hộ. Anh em trong đội là triển khai trong các giờ hành chính và các giờ cao điểm trong ngày. Đấy, mục đích là tuần tra kiểm soát để đẩy lùi bà con vượt biên cũng như các loại tội phạm xâm phạm biên giới quốc gia. Rồi, đội trưởng thì có. Vợ tôi sinh cháu vào ngày 31 tháng 3 năm 2020 vào lúc 15 giờ 20 phút. Thì trong quá trình vợ tôi sinh thì thật ra thì vợ tôi nhập viện vào ngày 29. Đấy, trong quá trình nhập viện thì tôi cũng có điện về động viên, thì vợ tôi cũng xác định rõ rằng trong cái lúc dịch bệnh này thì anh cũng xác định cái vai trò trách nhiệm, cũng góp một phần công sức nhỏ của mình cùng với anh em trong đơn vị để đẩy lùi bệnh dịch. Tôi đã nhận công tác ở tại chốt kiểm dịch này được hơn một tháng và công việc từ hàng ngày thì tuần tra kiểm soát trên các đường mòn lối mở, kiểm soát bà con nhân dân xem có vượt biên sang bên nước bạn không,
và ngoài tuần tra kiểm soát thì còn tuyên truyền vận động bà con nhân dân về hiểu biết kiến thức để có kiến thức phòng chống dịch. Cuộc sống trên chốt thì điều kiện sinh hoạt thì rất là khó khăn, thiếu thốn, thời tiết khắc nghiệt và đường xá đi lại cũng rất là khó khăn. Nhưng mà với tinh thần chống dịch như chống giặc thì anh em chúng tôi luôn động viên nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội đã giao phó để có một phần nào đó đẩy lùi được dịch Covid một cách sớm nhất. Với cái lực lượng chuyên trách là bảo vệ biên giới, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ chính là bảo vệ biên giới. Cái công việc chính nhất là hiện tại là phòng chống Covid. Thì với cảm xúc cá nhân của tôi thì phòng chống này là không phải cả cá nhân mà cả nước. Thì anh em cán bộ chiến sĩ cũng tập trung rất cao độ để tránh những công dân ở bên kia để vượt biên sang biên giới. Thời gian chúng tôi ở đây thì cũng được một tháng rồi, thì cũng cảm xúc là cũng nhớ nhà, nhớ gia đình. Nhưng vì cái nhiệm vụ thì chúng tôi sẽ gác cái chuyện gia đình và người thân ở lại bên để tập trung cao độ về vào cái phòng chống Covid này. Vui vẻ đi. Lên cổ. Chồng cứ yên tâm phòng dịch nhá, ở nhà thì vợ thì có ông bà rồi, không phải lo nữa nhá. Vợ với con có ông bà rồi, không phải lo gì đâu. Hai mẹ con ở nhà cố gắng nhá. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bại corona. Việt Nam ơi.